Bộ phim Mộc Phủ Phong Vân. Tập 26. Hợp tác của chúng ta sẽ bắt đầu từ tối hôm nay. Thế lực mà ta vẫn âm thầm bảo tồn có thể giúp chúng ta liên hệ được với binh sĩ Tham Chỉ Doanh còn sống sót. Nhưng mà chân của ta không thuận tiện. Bây giờ người có thể giúp ta lẻn ra khỏi Mộc Phủ chỉ có một người. A Lạc Khốc, đó chính là con. Hả? Trốn? Trốn vào? Ta không biết đâu mới là sự thật. Lời họ nói rốt cuộc câu nào là thật? Hả? Chàng nói là có thể Mộc Tăng chưa chết. Nàng đừng ôm hy vọng quá lớn. Vậy chàng đi hỏi đi. Chẳng phải chàng đã kế nhiệm vị trí thổ ti rồi sao? Phải. Vậy chàng đi ra, ra xem rốt cuộc nó đã chết chưa. Ta bây giờ là thổ ti, chỉ là trên danh nghĩa. Là ý gì đây? Mộc Phủ bây giờ không giống như trước đây. Chiến trận kết thúc rồi, nhưng nguy hiểm vẫn còn. Chàng đang nói gì vậy? Thiếp vốn dĩ nghe không hiểu. Tại sao chàng không đi điều tra tung tích của con trai đi? Ta cũng muốn đi, đi tìm sự thật. Nhưng mà người truy tìm sự thật sẽ nghênh đón sự thăm hỏi của tử thần. Ta sẽ đi tra tìm, dù có chết ta cũng sẽ tra tìm. Đợi đây nha, ta đã hẹn huynh đệ trong quân doanh rồi, sẽ gặp nhau tại đây. Khi nào mới tới? Chắc cũng sắp rồi. Vậy hắn biết tất cả sự thật sao? Hắn có rất nhiều huynh đệ trong Tham Kỳ Doanh, biết rất nhiều tin tức. Nói như vậy, hắn là người của lão phu nhân, có người biết thân phận của hắn không? Yên tâm đi, không ai biết. Sao vẫn chưa tới? Liệu có xảy ra chuyện gì không? Chắc là không đâu. Tới rồi. Sao bây giờ mới tới? Có người nhìn thấy ngươi không? Ngươi lại. Nói là ai cử người tới? Nhị gia, chuyện điều động trong quân tất cả đã hoàn thành. Tất cả các chức vị nắm giữ binh quyền đều là tâm phúc của ngài. Những người chỉ trung thành với thổ ti đại nhân đều đã sắp xếp dặn chức. Từ nay về sau, trong quân doanh chỉ nghe theo hiệu lệnh của một mình ngài. Nhị gia, nhị gia, ngài đang nghĩ gì vậy? Chiều ngày hôm nay điều động trong quân doanh, đại ca đã biết ngay lập tức. Không thể như vậy được. Điều động trong quân doanh, tin tức được phong tỏa rất nghiêm. Trong ngoài Mộc Phủ đều do tâm phúc của ngài canh giữ. Làm sao ngài ấy có thể biết được? Ngài ấy biết được từ đâu kia chứ? Tây Hòa. Cho nên nắm quyền quân doanh nói ra quá sớm. Quân doanh này, Lệ Giang này, hình như vẫn luôn ẩn giấu một luồng sức mạnh thần bí. Sức mạnh thuộc về đại ca của ta. Tôi đi điều tra, điều tra cho thật kỹ, nhất định sẽ tìm ra người này.
phu nhân, phu nhân kinh sợ rồi. Nàng đứng ở đó làm gì? Thiếp hâm canh cho chàng. Dạ. Nghe được những gì rồi? Không có, không nghe thấy gì hết. Bất kể nàng đang nghe thấy gì, nhớ kỹ lời ta nói. Mọi chuyện ta làm đều là vì Mộc Phủ này. Dạ dạ dạ, thiếp biết rồi, thiếp biết rồi. Lời ngon tiếng ngọt, ta hỏi ngươi lại một lần nữa, ai sai ngươi tới đây? Là bản thân ta tự tới. Nói bậy, không có người ra lệnh, sao ngươi đi tra chuyện của quân doanh? Mộc Tăng là phu quân của ta, hiện giờ chàng không rõ sống chết, không lẽ ta không nên tra sao? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có giở trò với ta. Nói cho ta biết ai ra lệnh cho ngươi, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi hay sao? Vậy thì chỉ có một kết quả, không ai cứu được ngươi. Khu rừng này đã bị bao vây rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Nói cho ta biết là ai chỉ thị ngươi tới. Ta lại càng tò mò, là ai phái ngươi tới? Không nói thì chết thôi. Ngươi muốn chết thật sao? Tại sao ngươi không giết ta? Ngươi đủ rồi, lùi xuống. Dạ. Ngài vẫn chưa chết. Vậy còn họ? Bọn họ cũng là người của lão phu nhân. Thì ra đây là khảo nghiệm đối với ta. Chúc mừng con, con đã thông qua được một khảo nghiệm nhỏ này của ta. Nhưng ta vẫn phải nói cho rõ ràng, ta sẽ không chỉ dựa vào vài câu khẳng khái dõng dạc của con trong chiều nay mà lựa chọn tin tưởng con. Ta tin vào một đạo lý, chính là nhìn người đó trước sống chết liệu có vượt qua được khảo nghiệm này hay không. Vậy còn bây giờ? Bây giờ cơ bản đã có thể tin. Vậy thì trong Tham Kỵ Doanh có thuộc hạ của người cũng là đang gạt con? Không, ta không gạt con. Chiều ngày mai Đồ Ba sẽ dẫn con đi gặp một người. Nhiệm vụ của con không thay đổi, hỏi rõ giúp ta tình hình thật sự của Hôm Thổ Ti đại nhân bị mai phục. Sẽ không có khảo nghiệm lần thứ hai đối với con chứ? Khó nói, chuyện đó phải xem ở con. Rồi ta gặp được cha muội rồi. Cha muội nói muốn gặp muội. Bây giờ? Phải, thay y phục đi. Tại sao phải ăn mặc như vậy? Cha muội nói vậy. Cha là đại tướng thủ lĩnh của Mộc Phủ, gặp con gái của mình sao phải cải trang giả dạng, không cho người khác biết? Cha sợ cái gì? Ta không biết, cha không chịu nói gì hết. Cha đòi phải gặp muội mới chịu nói. Ê Mộc Khôn, huynh có nghi ngờ về cái chết của gia gia không? Lúc đó người nắm giữ quân quyền là cha của ta. Muội muốn nói cái gì? Muội muốn nói cha ta hại chết gia gia ta sao? Muội không nói gì hết, là huynh đang nóng lòng. Không lẽ trong lòng của huynh không từng nghi ngờ? Đủ rồi, đợi lát nữa gặp được cha muội rồi nói.
cẩn thận một chút, đừng để người khác phát hiện. Ta biết rồi. Cầm cái này, giao trà quán ngồi. Đợi người cầm nửa mảnh một bài còn lại xuất hiện, đó chính là đích thể của lão phu nhân ẩn nấp trong quân doanh. Sau đó mới hỏi hắn. Ngài không đi? Ta không thể đi. Nếu bị người khác bắt được, người khác sẽ nghi ngờ lão phu nhân đang điều tra chuyện này. Ý của ngài là bọn chúng dám xuống tay với lão phu nhân? Bọn chúng đã xuống tay với thổ tỳ đại nhân rồi. Cho nên lão phu nhân muốn ta tới, cho dù ta bị phát hiện, người khác cũng sẽ không nghi ngờ lão phu nhân. Bởi vì giữa cô và người trước giờ bất hòa. Nhớ kỹ, nếu sự việc có biến, tuyệt đối đừng tiết lộ là lão phu nhân phái cô tới. Cũng có nghĩa là ta rất có khả năng tự chui đầu vào rọ. Muốn tìm ra chân tướng thì buộc phải mạo hiểm. Ta đi đi. Cô tự liệu đó. Gặp nhau ở đây sao? Phải. Không có ai mà. Rõ ràng ở đây mà. A Hùng tướng quân. Cha. Đợi một lát. Mộc Hồng thiếu gia, cảm ơn đã đưa con gái ta tới. Ta muốn nói chuyện riêng với A Nguyệt Lạp một lát. Hãy lánh mặt một chút đi. Có được không? Được. Vậy ta đợi muội ở ngã rẽ. Cha, huynh ấy là phu quân của con. Mộc Dương đại nhân là bị người ta hại chết. Dạ mời dùng thông thả. Về lại Lệ Giang, chúng ta vẫn chưa nói chuyện. Người làm con giật mình. Cửu cửu, sao người lại tới đây? Ta càng muốn biết tại sao con lại ở đây. Tình cảm giữa con và Mộc Tăng rất sâu nặng. Hắn ta đã chết rồi, sao con còn có tâm trạng ngồi đây uống trà vậy chứ? Con chỉ là muốn khuây khỏa. Vậy sao? Phải. Nếu không thì có thể là gì? Sao vậy? Ta không hiểu nổi. Không hiểu gì? Trên thế gian này, con và ta là người thân duy nhất của nhau. Tại sao vậy? Tại sao con lại gạt ta? Con đang đợi cái này có phải không?
sẽ không tới đâu. Có gì muốn hỏi con cứ hỏi ta, ta sẽ nói cho con biết. Cha nói là trong quân danh có người thông đồng với Bạch Quỷ sắp đặt mai phục sao? Nếu không phải vậy, Tham Kỵ Doanh không thể không tra ra được trong rừng có mai phục. Có biết là ai không? Còn nghi ngờ là ai? Cha của Mộc Khôn ngay sau khi về tới Mộc Phủ đã phong tỏa Mộc Phủ, ra vào đều có binh sĩ của ngài ấy kiểm tra. Hơn nữa, tới Mộc Thanh đại nhân cũng không có cách nào nắm giữ quân quyền. Điều quan trọng nhất là quá trình của cả sự việc này ngài ấy cũng không nói với bất kỳ ai. Như vậy là không hợp lý. Còn nghi ngờ Mộc Long sao? Lẽ nào không nên như vậy? Còn có biết tại sao Mộc Long muốn phong tỏa Mộc Phủ, nắm giữ binh quyền không? Người nói cái gì? Không thể như vậy được. Không có gì là không thể. Nếu không sau khi Mộc Long quay về Mộc Phủ, tại sao như kề cận đại địch chứ? Tức ca ca của hắn, hắn cũng muốn giám sát. Bởi vì hắn nghi ngờ, hắn ta nghi ngờ Mộc Thanh hại chết phụ thân ruột của hắn. Quá hoang đường rồi. Mộc Thanh đại nhân vốn dĩ không ra chiến trường, ngài ấy dựa vào đâu mà nói như vậy? Có những chuyện không cần ngài ấy tự tay làm. Cha nói như vậy là có ý gì? Cái chết của Mộc Dượng đại nhân chính là vì Tham Kỵ Doanh trinh thám không tốt. Nghi ngờ lớn nhất đó chính là đô quý của Tham Kỵ Doanh, mà mọi người trong quân đều biết đô quý đó là đích hệ của Mộc Thanh đại nhân. Cha nói là đô quý Tham Kỵ Doanh nhận được chỉ thị của Mộc Thanh đại nhân. Không thể nào. Mộc Thanh đại nhân không có lý do gì làm như vậy. Đừng quên, sau khi Mộc Dưỡng chết đi, Mộc Thanh sẽ là thổ ti tân nhiệm. Vậy còn chưa đủ sao? Mộc Long vì chuyện này nghi ngờ ca ca của mình. Lúc đầu vẫn chưa nghi ngờ, nhưng mà sau khi đô quý Tham Kỵ Doanh sợ tội tự sát thì hắn bắt đầu nghi ngờ Mộc Thanh. Không phải nói đô quý Tham Kỵ Doanh đó vì tác trách cho nên bị Nhiên Thúc chém đầu sao? Đó là giả thôi. Nguyên nhân thật sự là tự sát. Truyền lệnh xuống dưới, cứ nói là vì tác trách, chém đầu thi chúng đi. Dạ. Tại sao vậy? Tại sao lại giấu chuyện tự sát? Mộc Long tướng quân sợ đánh rắn động cỏ, ngài ấy không muốn cho người khác biết bản thân đã bắt đầu nghi ngờ Mộc Thanh. Đô quý Tham Kiều Doanh tự sát có liên quan gì đến Mộc Thanh đại nhân? Tại sao hắn tự sát à? Nếu một mình đô quý đó thông đồng với phản phỉ, hắn có thể nhận được cái gì? Hắn chết rồi sẽ không còn lợi lộc gì nữa. Vậy chứng tỏ sau lưng hắn có người chỉ thị, hắn đang bảo vệ cho người đó. Mộc Thanh đại nhân. Cho nên sau khi Chương phụ trở về, phong tỏa cả Mộc Phủ, không để Mộc Thanh đại nhân tiếp xúc với người ngoài, cũng không để cho ngài ấy nắm giữ binh quyền. Đúng vậy, ngài ấy đang nghi ngờ Mộc Thanh vì thương vị chỉ thị Tham Kỵ Doanh sắp đặt cạm bẫy hại chết Mộc Dượng đại nhân. Không, không thể như vậy. Mộc Thanh đại nhân không phải là loại người đó. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Cha cũng đang nghi ngờ Mộc Thanh đại nhân. Không, Mộc Thanh và Mộc Long đều có cơ hội, đều có khả năng là hung thủ. Nhưng cha không quan tâm, cha cũng không muốn quản. A Nguyệt Lạp, con gái của ta, hôm nay cha nói với con những lời này là vì muốn con hiểu rõ thế cục. Đừng có nhúng tay vào chuyện này nữa. Nếu như để bọn họ biết con đang điều tra chuyện này, chắc chắn sẽ chết. A Nguyệt Lạp, đây là chuyện của Mộc gia, không liên quan tới chúng ta. Chúng ta chỉ yên lặng nhìn là được rồi. Không, cha, con đã gả cho Mộc Khôn rồi, con cũng là người của Mộc Phủ. Con còn có thể tra thế nào? Con luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Hình như phía sau vẫn còn người thứ ba thao túng tất cả. Làm gì có người thứ ba nào chứ? Cái chết của Mộc Dượng không có lợi gì cho những người khác. À Nguyệt Lạp à, con nghe lời cha, đừng có tra tìm tiếp nữa. Được rồi cha, cha tự bảo trọng bản thân. Thời gian này chúng ta đừng gặp nhau nữa. Như vậy nếu như con bị phát hiện, ít nhất sẽ không liên lụy tới cha. À Nguyệt Lạp. Được rồi cha, cha nhớ kỹ, chúng ta chưa từng gặp nhau. Con đi đây. Những lời hôm nay đừng có nói với Mộc Khôn đó. Quỳnh ấy là phu quân của con. Nhưng nó là con trai của Mộc Long. Sau khi con biết những chuyện này,
con có cảm giác như thế nào? Có phải cảm thấy rất thú vị không? Ca ca nghi ngờ đệ đệ, đệ đệ nghi ngờ ca ca. Nội loạn của Mộc Phủ sẽ bắt đầu từ đây. Bây giờ con chỉ muốn biết người thực sự đã giết chết Mộc Dượng đại nhân rốt cuộc là ai. Chuyện này con cũng không biết sao? Dĩ nhiên là cứu cứu của con là ta. Con có biết không, lúc vừa mới bắt đầu, ta đã đem tất cả tâm phúc của ta cài đặt hết vào trong Tham Kỵ Doanh. Tham Kỵ Doanh vốn dĩ không hề đi trinh sát khu rừng phản phỉ đang mai phục. Vậy cho nên tất cả các tin tức mà đô quý Tham Kỵ Doanh và Mộc Dương đại nhân nhận được, tất cả đều là giả. Đô quý đại nhân, Tham Kỵ Doanh chiến báo. Vậy thì sau khi Mộc Dượng đại nhân chết, đô quý Tham Kỵ Doanh đó không nghi ngờ người sao? Dĩ nhiên là nghi ngờ chứ. Người đầu tiên hắn nghi ngờ chính là ta. Tại sao trong rừng có quân tinh nhuệ quạch quỷ? Đô quý đại nhân, chuyện này phải hỏi ngài chứ. Chiến báo người đưa ta có vấn đề. Đúng vậy. Ta đã lén tráo chiến báo, còn cài đặt rất nhiều người của ta trong Tham Kỵ Doanh. Trong khu rừng đó cũng chưa từng có người tới trinh thám. Sao ngươi làm vậy? Vì ta đã liên thủ với Bạch Quỷ. Cạm bẫy này đã được sắp đặt sẵn trước cuộc đại chiến. Đô quý đại nhân, ngài đã hiểu chưa? Ngươi muốn mưu phản à? Không, là ta đang trả thù. Ta sẽ khiến tất cả mọi người nhìn thấy là ngài tự sát. Thử nghĩ xem sẽ có kết quả như thế nào. Ngài tự sát chứng tỏ là ngài có tội. Đô quý đại nhân, ngài là đích hệ của Mộc Thanh đại nhân có phải không? Mọi người đều sẽ đoán được, tất cả đều do hắn chỉ thị. Đô quý đại nhân, ngài tự hào đi. Cái chết của ngài sẽ gây ra một cơn sóng gió lớn. Suy vong của Mộc Phủ sẽ do ngài gây nên. Nhìn thấy rồi chứ? Chỉ đơn giản như vậy thôi. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn sợ tội tự sát. Ta không cần phải nói gì hết, không cần phải làm gì hết. Chỉ cần đợi chờ Mộc Long từ từ tự nhiên mà nghi ngờ Mộc Thanh. Con có biết không, một khi hạt giống của thù hận đã được trồng xuống thì sẽ đâm chồi bén rễ. Ta chỉ cần trên hạt giống này bón một chút phân, sau đó đợi chờ Mộc Long ra tay với Mộc Thanh. Chỉ cần Mộc Long thật sự ngồi lên được ngôi vị Thổ Ti, vậy tính cách hiếu chiến của hắn không cần tới bao lâu sẽ đưa Mộc Phủ tới bờ vực của quỷ diệt. Người cảm thấy Mộc Long sẽ giết chết đại ca của mình thật sao? Người nghĩ vấn đề đơn giản quá rồi đó. Mộc Long không phải là tên ngốc, ngài ấy sẽ tin tưởng người hoài sao? Nói thật lòng, trước cuộc đại chiến hắn không phải hoàn toàn tin tưởng ta, cho nên ta hợp tác với lại phản phỉ giết chết Mộc Dượng. Trước hết, ngay lập tức ta đã hợp tác cẩn mật với Mộc Long tiêu diệt phản phỉ. Ta ở trước mặt của Mộc Long tự tay giết chết Tư Ngọa Thích. Như vậy mới khiến cho hắn thật sự tin tưởng ta. Người quả là thông minh. Giết phản vị thì sẽ không ai biết chuyện người cấu kết với bọn chúng. Như vậy Mộc Long sẽ tin tưởng người, yên tâm về người. Đúng là một tên hai nhãn. Con nói không sai, là như vậy. Con còn gì muốn hỏi nữa không? Còn, còn một câu hỏi rất quan trọng.
còn vô cùng muốn biết phản phỉ Biên Thùy tại sao lại răm rắp nghe theo người. Bọn chúng kết bè với người cài đặt cạm bẫy mà không lo lắng người là gian kế của Mộc phủ phái tới, không chút nghi ngờ về kế hoạch của người. Vậy chứng tỏ câu trả lời chỉ có một: người đã có liên hệ với chúng từ lâu. Nè, điều này quan trọng sao? Vô cùng quan trọng. Rất nhiều năm trước, cả nhà của chúng ta bị Mộc phủ đuổi cùng giết tận. Tội danh chính là thông đồng phản phỉ. Lúc đó con còn nhớ rất rõ người nói với con là Mộc phủ đổ oan cho chúng ta. Nhưng sự thật thì sao? Cửu cửu, có phải là ngay lúc đó thì người đã liên hệ với phản phỉ, cho nên mới dẫn tới bi kịch đó của gia tộc chúng ta? Người trả lời con đi, có phải hay không? Phải. Cũng có nghĩa là cái chết của cha mẹ con là do người, cả gia tộc của chúng ta đều là bị người hại chết hết, có phải hay không? Không, ta liên thủ với họ là để hủy diệt Mộc phủ. Ta là vì sự hưng dưỡng của gia tộc chúng ta, ta không có lỗi. Nhưng mà tất cả mọi chuyện đều do người mà ra hết, không phải hay sao? Giết gia tộc chúng ta là Mộc phủ, giết chết phụ mẫu con cũng chính là Mộc phủ. Bao nhiêu năm nay người gạt con, bao nhiêu năm nay cửu cửu, người nghe con nói đây. Kể từ hôm nay, con sẽ không giúp người làm những chuyện thương thiên hại lý đó nữa. A Lạc Khâu con tại đây xin thề với thánh thần của Tuyết Sơn, nhất định sẽ giữ được cơ nghiệp của Mộc phủ, ngăn chặn âm mưu của người, chờ đợi Mộc Tam phu quân con trở về, người biết chưa? Con muốn ngăn cản ta, con muốn tố cáo ta. Không, con sẽ không làm vậy. A Lạc Khâu, ta hiểu con mà. Tới kẻ thù con còn không chịu giết, sao có thể giết một người thân chứ? Ta là cứu cứu của con đó, A Lạc Khâu à. Đúng vậy, người là cứu cứu của con. Niệm chút tình này con không tố cáo người, nhưng con đã biết rất rõ kế hoạch của người rồi. Cửu cửu, người muốn để cho Mộc Long lên thay Mộc Thanh, sau đó xúi Mộc Long dẫn phát chiến loạn, đưa Mộc phủ vào con đường cùng. Vậy bây giờ con cũng sẽ cho người biết kế hoạch của con. Con sẽ tìm đủ mọi cách bảo vệ cho Mộc Thanh đại nhân, để ngôi vị thủ tiên của ngài ấy có thể kê cao gối mà ngủ, kế hoạch của người sẽ tiêu tan, có phải hay không?
ông xuống tay với mẫu thân của mình được hay sao? Không còn bao lâu nữa, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Ta quên cho con biết, hôm Mai Phục ta đã sai thủ hạ của ta truy sát Mộc Tăng. Ta vẫn chưa giết được hắn, nhưng không có nghĩa hắn vẫn còn sống. Có thể bây giờ hắn đang ở đồng không mông quạnh. Tai mắt ta đặt trong Tham Kỵ Doanh. Chết rồi sao? Dạ phải. Là ai? Là ai đã giết chết hắn? Con muốn tố cáo ta? Không, con sẽ không làm vậy. Tới kẻ thù con còn không chịu giết, sao có thể giết chết một người thân chứ? Hung thủ đã che mặt, giết người xong thì chạy mất. Con cũng không biết là ai. Có thể ám sát quân Tham Kỵ Doanh ngay tại Lệ Giang, vậy thì chứng tỏ hung thủ này tại Lệ Giang sở hữu một thế lực rất đáng sợ. Người có quyền lực nhất tại Lệ Giang chỉ có thể là Mộc Long. Không, không thể là Mộc Long đại nhân. Tại sao vậy? Rất có khả năng là có một người khác đang âm thầm phá rối. Ai? Con không biết. Sau khi Mộc Long về tới Mộc Phủ, lập tức bắt đầu khống chế Lệ Giang. Nếu không phải trong lòng có toan tính, tại sao nó lại làm như vậy? Không, chắc không phải ngày ấy đâu. Tại sao con cứ nói giúp cho nó hoài? Mộc Long đại nhân dù gì cũng là con trai ruột của người. Ngày ấy không thể nào xuống tay với phụ mẫu của mình được. Trên con đường tranh quyền đoạt lợi, không có tình thân. Quân quan Tham Kỵ Doanh bị giết là ai làm? Nói. Đồ Ba thống lĩnh từng tới hiện trường. Đồ Ba? Hắn là tâm phúc của mẫu thân đại nhân. Mẫu thân đại nhân tại sao phải ra tay với một tiểu quân quan vậy chứ? Quân quan đó là đích hệ của ai? Đích hệ của Mộc Thanh đại nhân. Hắn đã biết những gì? Không lẽ là giết người diệt khẩu? Tại sao không nói gì? Nhị gia, đây là gia sự của lão phu nhân và ngài, tại hạ không tiện mở miệng. Có điều... Có điều cái gì? Quân quan bị giết, vậy tôi làm sao ăn nói với các tướng lĩnh khác chứ? Về chuyện này không thể nói là do mẫu thân đại nhân làm. Cứ nói là bị Lưu Phải sát hại. Dạ. Tuy là hắn được mẫu thân đại nhân chống lưng, nhưng lá gan của Đồ Ba cũng quá lớn rồi, lại dám xuống tay với quân quan như vậy. Chuyện này không được để xảy ra lần thứ hai. Lệ Giang chỉ có một âm thanh. Dạ. Con vẫn cho rằng Mộc Long đại nhân sẽ không động thủ với phụ mẫu của mình. Trong chuyện này nhất định còn có nội tình khác. Lão phu nhân phải thận trọng, lỡ như bộc phát nội loạn gia tộc thì hậu quả đem tới sẽ không thể tưởng tượng được. Thả ta ra! Lão phu nhân! Đồ Ba, ngươi ồn ào cái gì? Đi, đi. Ngoan ngoãn chút đi. Ngoan ngoãn chút đi. Lão phu nhân, đi. Lão phu nhân, lão phu nhân, lão phu nhân, lão phu nhân, lão phu nhân. Tây Hòa, ngươi là hộ vệ của Mộc Long có phải không? Tại sao lại ra tay với người của ta? Hồi bẩm lão phu nhân, tại hạ phụng lệnh của Mộc Long đại nhân tiếp quản đại quyền hộ vệ của cả Mộc phủ này. Còn về Đồ Ba thống lĩnh
Mộc Long đại nhân phát hiện hắn ta lấy cắp tài vật của Mộc phủ, nên lệnh cho tôi tới bắt hắn lại. Lão phu nhân, hắn nói dối đó lão phu nhân. Hắn ta lấy cắp tài vật. Hay, đây là một lý do cực hay. Lão phu nhân, người có muốn xem thử tang vật lục soát được từ trong phòng của hắn không? Không cần biết, chỉ cần các ngươi muốn. Các ngươi có thể lục soát từ trong phòng càng nhiều tang vật hơn. Lão phu nhân anh minh. Mộc Long đại nhân, định xử trí hắn như thế nào? Hồi bẩm lão phu nhân, Mộc Long đại nhân niệm tình đồ ba, nhiều năm cực khổ trong Mộc phủ. Miễn cho hắn ta tội chết, đuổi hắn ra khỏi Mộc phủ, đầy làm ăn mày. Lão phu nhân, người xem phán xử như vậy có hợp lý hay không? Hợp lý, quá hợp lý rồi. Lôi ra ngoài. Dạ, dạ, dạ. Đi, dạ. Đi, dạ. Đi, đi. Lão phu nhân, lão phu nhân. Đi. Lão phu nhân, từ nay về sau, hộ vệ an toàn của cả Mộc phủ đều do đội hộ vệ của Mộc Long đại nhân đảm nhận. An toàn của người cũng như vậy. Xin lão phu nhân yên tâm. Yên tâm, ta yên tâm lắm rồi. Ra ngoài. Vậy Tây Hòa cáo từ. A Lạc Không, lúc nãy con còn nói giúp cho Mộc Long. Đã nhìn thấy chưa? Nó đã ra tay với người bên cạnh ta rồi. Bây giờ ở trong Mộc phủ này đều là người của hắn. Ta đã không còn ai để dùng. A Lạc Không, đem thanh đoản đao này đi gặp Mộc Thanh. Giao nó đến tận tay của Mộc Thanh. Nó nhìn thấy thanh đoản đao này sẽ hiểu hết mọi chuyện. Đi nhanh lên. Dạ. Yeah. Rốt cuộc cha muội đã làm gì với muội hả? Sao hả? Không thể nói với tao luôn sao? Không, đợi muội tìm ra được hung thủ là ai, nhất định sẽ nói với huynh trước tiên. Tin muội đi. Mau, mau ra ngoài. Đi, đi. Ngươi, đồ ba thống lĩnh Mộc Long đại nhân có lệnh, từ nay về sau không cho ngươi tới gần Mộc phủ nửa bước. Nếu không, giết không cần hỏi. Ngươi, đuổi ra ngoài. Đi, đi, ra ngoài. Chà, là Mộc Không thiếu gia. Thiếu phu nhân, chiến sự vừa mới dừng, bên ngoài rất loạn. Hai người không được chạy lung tung như vậy đâu. Đồ ba làm sao vậy? Đồ ba trộm cắp tài vật, bị Mộc Long đại nhân đuổi ra khỏi Mộc phủ. Xin lỗi, tôi phải quay về bẩm báo lại với Mộc Long đại nhân. Dạ. Trộm cắp, Mộc Khôn, đồ ba trong phủ bao nhiêu năm nay, huynh thật sự tin ngày ấy trộm cắp tài vật sao? Muội có ý gì? Nghi ngờ cha ta đổ quan cho đồ ba? Không, không phải cha của huynh, cũng không phải là Mộc Thanh đại nhân. Trong chuyện này nhất định là còn có người thứ ba. Muội đang nói cái gì vậy? Sao lại có người thứ ba được? Tây Hòa này đi theo cha huynh bao lâu rồi? Chưa bao lâu. Sao vậy? Huynh không cảm thấy từ sau khi Tây Hòa tới đây đã xảy ra rất nhiều chuyện sao? Thank you.
Con có biết thanh đoản đao này tượng trưng cho cái gì không? Con có biết Mộc Phủ hơn 200 năm nay đã trải qua bao nhiêu bội phản và nhiễu nhương không? Con không biết. Ta chỉ có thể nói với con đã có mấy lần suýt chút nữa hủy diệt Mộc Phủ, hủy diệt Lại Giang, nhưng cuối cùng đều vẫn đứng vững được. Con có biết tại sao không? Bởi vì nhiều năm nay Lệ Giang ẩn chứa một luồng sức mạnh không ai biết được. Truyền thuyết trong có một phiến tinh thú trú ở cổ lão của dân tộc. Mỗi người đều có thể